ông Tập Cận Bình, tuyển Trung Quốc thắng Thái Lan may mắn. Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng ông không tin tưởng vào đội tuyển bóng đá Trung Quốc trong cuộc nói chuyện với Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin. Video về cuộc trò chuyện giữa hai nguyên thủ được tài khoản X của chính phủ Thái Lan đăng sáng ngày 18 tháng 11. Ông Tập nói bản thân không thể chơi bóng rổ vì bàn tay quá nhỏ, rồi ông giơ tay lên cho ông Srettha xem. Nhưng tôi đá bóng được, lãnh đạo Trung Quốc nói thêm bằng tiếng Trung lẫn tiếng Anh, rồi làm động tác đá chân hai lần. Ông Srettha cười, rồi trả lời bằng tiếng anh cũng thích bóng đá à? Tôi cũng thích bóng đá. Đội tuyển Trung Quốc vừa thắng Thái Lan tối qua, nên chúng tôi không thể đi tiếp. Phiên dịch viên bổ sung ngữ cảnh cho ông Tập, nói rằng Trung Quốc thắng Thái Lan 2-1 trong một trận đấu ở vòng loại World Cup tại Bangkok. Ông Tập dường như không biết điều này, đáp, thật thế sao? Nhưng chúng tôi gặp nhiều may mắn thôi. Vì tôi không chắc lắm về đội tuyển bóng đá. Tôi không chắc lắm về trình độ của đội. Chúng tôi đá có lúc lên, lúc xuống, chủ tịch Trung Quốc nói thêm, kèm động tác tay giống hình sóng. Ông Tập thích ba môn thể thao là bóng đá, bóng rổ và bóng chuyền. Ông từng nói muốn đưa Trung Quốc thành thế lực bóng đá trước năm 2050 và có ba ước mơ là Trung Quốc dự World Cup rồi tổ chức và vô địch giải này. Trung Quốc từng dự World Cup một lần năm 2002, khi Hàn Quốc và Nhật Bản làm đồng chủ nhà. Ông Tập 70 tuổi, lên làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 11 năm 2012 và nhậm chức Chủ tịch nước sau đó 4 tháng. Thời điểm ông thành nguyên thủ cấp cao nhất Trung Quốc, đội tuyển bóng đá nước này đứng vị trí 88 FIFA. Hiện, đội đứng vị trí 79, nhưng thành tích đạt được không đáng kể trong 10 năm qua. Họ không vượt qua các vòng loại World Cup và cũng không đi quá tứ kết ASEAN Cup. Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, CFA, cũng đang gặp vấn đề khi chủ tịch liên đoàn Trần Phúc Nguyên, Chen Xuyên bị bắt tháng 2 năm 2023 vì vi phạm kỷ luật. Theo báo Anh Guardian, CFA đang đầu tư mạnh hơn vào bóng đá nữ khi buộc các câu lạc bộ trong nước phải xây dựng đội nữ. Đội tuyển Nam Trung Quốc khi sang Thái Lan thi đấu tối ngày 16 tháng 11, không được đi chuyên cơ như thường lệ. Họ cũng chỉ có 3 phóng viên đi theo và vài người hâm mộ tiễn ở sân bay. Ông Srettha làm thủ tướng Thái Lan ngày 22 tháng 8 năm 2023, ở tuổi 61. Ông là tỷ phú, trùm bất động sản và cũng là bạn tâm giao của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra. Trước khi Thái Lan thua ngược Trung Quốc, ông viết lên ít lời động viên toàn đội thông qua tiền vệ Chanathip Songkrasin. Sau trận, Chanathip phản hồi trên mạng, nói lời xin lỗi thủ tướng và người hâm mộ. Thái Lan và Trung Quốc ở bảng C vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, cùng Hàn Quốc và Singapore. Sau lượt đầu, Hàn Quốc và Trung Quốc dẫn đầu với 3 điểm, hai đội còn lại chưa có điểm. Sau 6 lượt đấu, hai đội điểm cao mỗi bảng sẽ đi tiếp vào vòng loại 3. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.